Thành Trung, học lớp thầy Sơn. Hôm nay tớ sẽ giới thiệu về sơ đồ của tớ. Sơ đồ có tên là Đại Lượng. Hai, nhánh đầu tiên, đơn vị đo độ dài, mm, viết tắt là mm, đề cm, viết tắt là đề cm, m viết tắt là m, km viết tắt là km, viết tắt là km. Đề nhánh thứ hai, đơn vị đo khối lượng, kg, viết tắt là kg. Nhánh thứ ba là dung tích, lít, viết tắt là l. Nhánh thứ tư là tiền Việt Nam, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1.000 đồng. Đến nhánh cuối cùng là nhánh thời gian, xem đồng hồ giờ hơn, xem đồng hồ giờ chẵn, giờ phút, ngày tháng và thực hành xem lịch.